Kinh văn. Nhất giả thị nhân tam kế sanh nguyên lưu dụng bất tức, kế quá vị giả danh vi hữu biên, kế tương tục tâm danh vi vô biên. Một là người ấy suy luận về cội gốc xanh diệt trôi chảy biến dịch không ngừng, xét quán, quá khứ tương lai là hữu biên, còn chấp sự tương tục của tâm là vô biên. Giảng luận điểm đầu tiên về bốn thứ phân biệt có quan hệ đến thời gian, quá khứ hiện tại vị lai, nên có câu tam tế cầu tâm tâm bất hữu. Nghĩa là dù có bỏ hết cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai mà cầu thấy tâm, rốt giáo không thể được hiện tại tâm bất khả đắc quá khứ tâm bất khả đắc vị lai tâm bất khả đắc tại sao vậy hãy nhìn vào quá khứ cái gì là quá khứ cái quá khứ đã đi mất rồi thế nên cái tâm quá khứ không thể nắm bắt được cũng như hiện tại nó không hề dừng ngay bây giờ nếu quý vị nói đây là hiện tại thì nó cũng đã đi trôi qua rồi hiện tại không bao giờ ở yên cố định cả Vậy thì tâm hiện tại của quý vị nay ở nơi đâu? Còn tâm vị lai thì sao? Tương lai chưa đến, vì nó chưa đến nên nó không hiện hữu. Do vậy, tam tế cầu tâm, tâm bất hữu. Tâm bất hữu xứ, vọng nguyên vô. Tâm đã rốt giáo không rồi thì vọng tưởng do đâu mà có. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, quý vị sẽ nhận ra vạn pháp xưa nay vốn là không, đều lưu xuất từ tánh như lai tạng. Tuy nhiên, hành giả đã móng khởi một niệm chấp trước, chấp trước điều gì? Đó là quan niệm hữu biên và vô biên. Anh ta nói rằng vạn vật vừa là hữu biên vừa là vô biên, lập nên cái gọi là luận thuyết về hữu biên và vô biên của vạn vật. Một là người ấy suy luận về cội gốc xanh diệt trôi chảy biến dịch không ngừng trong trạng thái chuyển hóa hành ấm. Hành giả phỏng đoán rằng cội gốc của 12 loại chúng xanh trôi nổi sống chết không cùng tận, dòng biến dịch trôi chảy không ngừng ấy là một sự biểu thị cho hành ấm vậy lúc ấy hành giả xét đoán quá khứ tương lai là hữu biên anh ta nói quá khứ và vị lai cả hai đều có giới hạn cả thật là vô lý quá khứ vị lai làm sao mà đặt giới hạn cho nó được căn cứ vào suy luận sai lạc và suy chấp này anh ta cho rằng quá khứ vị lai là hữu biên nhưng thực ra quá khứ vị lai thì vô biên trong quá trình tu tập do vì thiếu trí huệ nên hành giả đã bị lạc đường, nên vừa tiêu dung được tưởng ấm anh ta bị lạc mất chính lộ khi đang chuyển hóa hành ấm. Đó là lý do tại sao hành giả sanh khởi kiến chấp hữu biên vô biên, còn chấp sự tương tục của tâm là vô biên. Anh ta nói sự tương tục không dừng nghĩ của tâm niệm trong hiện tại thì không có ngằn mé và giới hạn nên nói là vô biên.